mang cà rốt chiên thịt. Cà rốt chiên thịt mà. Cà rốt chiên thịt, cà rốt chiên thịt, cà rốt chiên thịt, cà rốt chiên thịt, cà rốt. Làm gì có món đấy. Cà, à đây. Phải mua cái gì đấy. Đường à, holy shit. Dù căng đông anh em xem có bao nhiêu stream càng tốt, họ tôi nhé. Đạt diễn nào. Có những cái nhiệm vụ quanh quanh đây. Ok, một ngày gió thổi. Ủa, phải nhiệm vụ này nhiều tiền đấy. Tuyệt vời. Tìm Sarah và nghe nội dung ủy thác. Và hay nhỉ. Mình nghĩ là kiểu thời gian này thì anh em ngủ hết rồi. Không ai xem. I won't let you down. Đúng ý tôi, nhưng lại méo hết được. Kiểu sống trong sợ hãi mà không dám hét. Ok, tìm Sarah để nghe dùng ý thác. What the fuck, sao lại có Paimon ở đấy? Say what? À, Amber, nhầm. Sorry anh em. Giật cả mình cứ tưởng người chơi khác. Phải chuẩn bị một buổi tiệc lớn. Ok, thế là mình đi săn thú. Tôi có thể giúp đâu cơ. Thật không? Bạn đổi ý sao? Chính là ân nhân của người săn hươu. Người săn hươu ở cái ông đầu kia vậy. Sao cảm giác bị của tôi bị cướp ánh hào quang vậy. Kỳ nhé, bận ông người yêu ngủ vậy. Có mà bận ông Paimon đấy. Chiến đấu các nhỉ, chiến đấu gì vậy? Món ăn cần 3 phần hoa ngọt và 3 phần thịt da cầm. Ok, đơn giản thôi, mình có 3 phần hoa ngọt, 3 phần thịt da cầm. Thì mình có thể nấu luôn. Mình có sẵn 3 phần 3 phần cái gì nhỉ? 3 phần nó vừa nói cái gì nhỉ? Tomorrow. À, mình thu thập xong rồi mà. Giao đồ ăn. Ok. Ui, mình nhiều lắm không ạ? Giao đặt vào. Này, đặt thêm miếng gà này nữa này. Ăn đi em. Mang về nguyên liệu. Ôi, đúng rồi, khổ lắm, đúng nguyên liệu rồi. Nguyên liệu đủ rồi. Sau đó một phần gà nấu hoa ngọt, đơn hàng số 7, cảm ơn bạn nha. Coi như người ta thành đầu bếp ấy. Hắn nói là giúp người săn hươu rồi. Hắn xong tranh thủ nấu rau qua đi nha. Bây giờ mình sẽ làm món gà nấu hoa ngọt. Ok. Gà nấu hoa ngọt nó chỗ nào ấy chị? À đây, cái hoa này. Ui, cái này easy mà, nhìn tôi nấu này, anh em nhìn này. 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, trời hoàn mỹ luôn đấy, perfect luôn. 5 cái quát nữa. Ấy. Cái này tôi quen rồi. 5 cái phát nữa. Trời. Bao nhiêu công sức tôi chơi với cái game vừa rồi thế là nó cũng có kết quả này. Này. Cái ngon này với cả cái này khác nhau. Này, cho ăn cái ngon nhá. Ăn đi. Xin vui lòng nhận đấy. Ôi, món quà này ngửi thật hấp dẫn đây. Ui, trông buồn cười vậy. Tài nghệ của bạn hoàn toàn còn thua kém với đầu bếp chính của quán người săn hươu. Cảm quá nhỉ. Đã vậy chi bằng món cà rốt chiên thịt này. Ok, cà rốt chiên thịt. Cà rốt chiên thịt. Hình như Amber và Khoe đều từng nhắc đến. Vậy bây giờ mình sẽ nấu món cà rốt chiên thịt. Nhắm mắt nấu phát nào, ok. À, từ, học đã. Phải học đã, khổ lắm. Đâu nhỉ? Từ, bình tĩnh, tôi học lắm. Xong rồi để tôi nhắm mắt nấu cái cho xem. Ok. Bình thường là khi mà mình nhận một món ăn mới thì nó sẽ chạy vào. Đây, nó đây. Từ nha, để mình quen nhịp đã. Đâu nhỉ? Cà rốt chiên thịt đâu? Cậu đùa tôi, cà rốt đâu? Nằm méo gì cố à? Thì mang cà rốt chiên thịt. Cà rốt chiên thịt mà. Cà rốt chiên thịt, cà rốt
chiên thịt, cà rốt chiên thịt, cà rốt chiên thịt, cà rốt. Làm gì có con đấy? Cà à đây. Phải mua cái gì này? Đường à? Holy shit, tôi không có đường cơ. Đường ơi. Điều một đường. Ok, một đường. Ơ, không có đường. Ơ, đường mua ở đâu? Tiêu, hành tây, các kiểu làm gì có đường? Welcome. Phải đi ở chỗ sao ra? Ơ, bạn ấy có đường không? Làm gì có... À, đây, trời ơi, đường đây. Mua tầm khoảng... 9 cái đi. Mình đại gia mà. Nha, nhìn này, nhìn nhắm mắt này, nhắm mắt nấu ăn luôn này. Holy shit. Tôi quay như tôi bỏ kính rồi, tôi không nhìn thấy gì. Ờ, thôi kìa, éo ổn cho lắm, lóa quá. À, khi... Tôi chẳng biết, đây, món đây này. Mình sẽ... Đây. Ok nha. Bây giờ nấu thêm đầu tiên đã, và đầu tiên này. 1, 2, 3, 4. Rồi, ok. Nó là số 3. Lại nhá. Không nhìn gì này. 1, 2, 3. Ấn. Vừa nãy tôi được... Thành công hay là gì? Rồi, thành công. Không biết có ai đã. Thôi được rồi, chỉ nấu một lần thôi. Khổ lắm cái món đường này này. Tôi chỉ mua được hình như là 10 lần một ngày. Tôi gửi thử ra đây nhá. Rồi xem là cái món này nó có mua được không? Hình như là chỉ mua được một ngày hay là đúng rồi, chỉ mua được 10 lần hay sao ấy, chỉ mua được thế mà tôi mua ở 9 lần mất rồi nè. Giảm 75 35 27 này, ăn đi. Không làm đồ bếp có thể, trời ơi. Cảm ơn các bạn, những việc còn lại thì để cho team của các bạn làm. Ok. Ok, thank you, bye bye mình nhá, bye bye. Cái cục ở trên phong long ấy, rồi nhá, thử nhá. Bây giờ mình thử đã, chưa biết là sẽ như thế nào ấy. Hôm nay mic ok không? Hôm nay tôi cảm thấy mic khá to ấy. Rồi ok, còn mở phong long. Đây phong long, ui. Sao chỗ combat nữa thế này. Rồi, con phong long ấy.